Nướng sườn nóng thiệt chứ. Chào hai chú. Ủa con. Dạ. Lâu quá không ghé ăn cơm sườn hả con? Dạ, bữa nay cho con hai sườn mì chả đi. Hai dĩa sườn mì chả phải không? Đúng. Rồi, có liền. Dạ. Hai đứa nào là công đứa nào thụ vậy? Ê chú. Chú gì? Chú nói vậy là sao? Là đứa nào chồng đứa nào vợ đó. Nó bậy bạ như vậy, người ta nghe người ta hiểu lầm con thì sao? Không bậy bạ hiểu lầm gì? Thanh niên trai tráng tự nhiên đi chung với nhau rồi mang giày cặp gì kìa. Mày nói cho chú nghe coi. Trời ơi, chú này thiệt á, tụi con là bạn mà. Thì tụi con thấy nó đẹp rồi mua chung, chú công với thụ tốt gì trời. Đúng rồi chú. Ồ, thì ra là vậy hả? Tại tụi mang giày cặp thì tao hiểu lầm đó mà. Thôi, đừng giận nha. Chú vô chú mang sườn ra cho con liền nha con gái. Chú. Tụi bay thấy chưa? Tụi bay đồng thanh tương ứng chưa? Đúng chưa? Không phải vậy đâu mà chú. Có thiệt phải vậy không? Thiệt. Ừ, vậy thôi. Lo cho vợ đi. Thầy ổng vui vậy á. Ừ. Vô làm cơm. Kêu tụi nhỏ hoài á. Kẹp tay. Lao quá. Kẹp tay. Đi à. Đi kẹp tay. Trời ơi, trời ơi. Ngân. Anh Long. Lâu quá tiện đâu mà tiện quay lại đây đây hả? Lâu ngày không gặp. Vẫn xinh đẹp như xưa nha. Anh nói quá à. Anh cũng vậy mà. Tất nhiên rồi. Người ta khen xã giao á. Mình đừng cười xa láng gì chứ. Mày không gặp khỉ tao mà chết hả? Không phải, nhưng mà mình phải có cái gì đó. Chứ mình xấu đẹp mình biết mà, đúng không? Điên không à? Kệ nó đi. Tính nó vậy mà. Dạ hả? Sao tiện lâu lâu tiện mất tiêu rồi tự nhiên hiện hồn như đây vậy? Trời ơi. À, bực nó quá. Ý tôi nói là sao tiện đi lâu lâu rồi tiện hôm nay trở về đây vậy? Không những nhan sắc mà duyên dáng cũng giống như xưa hen. Trời nói gì nữa. Cái đó tại chê á. Tại chê. Không nè. Cười. Không phải mà tại chê mà. Tao gấp cái mỏ mày giờ nghe chưa. Ủa tại chê mà vô duyên mà đúng không? Thọt thọt hoài. Nói vậy đó. Thôi chú chuyện lại mình lại ha. Dạ. Ủa sao tiện ghé đây vậy? Như là có duyên ở đây á anh. Ừ. Đi vòng vòng rồi chuyển mấy chỗ rồi cuối cùng cũng về lại chỗ này. Nếu vậy thì về đây luôn hả? Vậy là mai mốt quán của tụi tôi là có thêm khách ruột rồi. Là cho em cái thẻ VIP nha. Chắc chắn luôn. Cảm ơn anh. Có gì đâu cảm ơn. Vậy cho em một dĩa sườn bị trả ha. Ngồi đi, khách VIP. Dạ. Thôi đi. Chở gì đi mày, ngồi chứ nóng đít nữa. Tôi dẫn mày ăn chỗ khác. Ê, dư, con đi đâu vậy? Cơm sườn tới rồi nè. Chú cho con thiếu đi. Con biết là cơm ngon nhưng bữa nay con nuốt không vui. Không phải, nhưng mà đi vậy đi. Đợi ăn á con. Cơm ra rồi ăn miếng đi. Ừ, tranh thủ ăn miếng đi chứ tự nhiên cái gì là kêu xong không ăn. Ăn đi con, cơm ngon lắm, trời nhìn miếng sườn kìa. Quá trời, quá đất ngon quá trời. Đúng rồi con, tranh thủ ăn miếng đi rồi đi. Con biết cơm của chú ngon. Nhưng mà ở đây có người con không thích nên con ăn không vô. Đi. Ê mày không thích tao hay gì? Đợi tao. Bây giờ con nói ông chủ nghe rồi. Bao nhiêu lần rồi. Cái kỹ năng mà giao tiếp ông chủ nó yếu dữ lắm luôn á thiệt á. Khách vô bỏ đi là một tan là cho ông chủ không hả? Cái gì đi dính dáng cho tao nữa mày? Sao không dính dáng? Một bé nó ở đây có người nó nhìn mặt nó không muốn ăn. Con hỏi ông chủ nè. Nó ở đây nó quen với ai? Mấy người này nó có biết không? Nó chỉ biết con với ông chủ thôi. Do cái thái độ phục vụ của ông chủ. Khách hàng nào cũng như khách hàng nào. Dù thấy gái từng tướp bỏ mặt nó hỏi sao nó không giận. Đó bây giờ con phải ăn hai miếng sườn thiệt mà hết sức. Anh ơi. Hả? Gói hai dĩa đó em ăn về cho. Ôi không được đâu. Không sao đâu, không sao đâu. Anh cứ gói hai dĩa đó đi rồi tính tiền cho em luôn. 60. Dạ. Thôi mà ngất. Thôi được rồi, cứ để đi rồi ra đưa sao. Đưa hộp đi ra lấy sao. Lấy liền cũng được mà. Được rồi. Đi. Cái thiên gái sao kỳ vậy trời. Thông cảm nha. Dạ. Em ngồi đi. Ngồi đi. Em khỏe không? Em vẫn khỏe. Em quen đứa bé đó hả? Anh thấy nó hàng học với em đó. Thật ra bây giờ
Em đang là vợ của anh Hùng, Hùng là ba của Dương. Chắc anh biết mà. Em với anh Hùng làm chung một công ty. Thời gian trước nhà em xảy ra một số chuyện, anh Hùng giúp đỡ em cũng nhiều lắm. Sau khoảng thời gian đó thì mối quan hệ của em với anh Hùng khăng khít hơn. Thời gian gần đây thì anh Hùng có ngỏ lời nói là hai đứa về sống chung. Thật ra thì em cũng biết là anh Hùng đã quá vợ rất là lâu rồi, thì em mới đồng ý, mà hai bên gia đình cũng đồng ý. Chỉ có mỗi thằng Dương là nó chưa chấp nhận. Em cũng khó xử lắm, không biết bao giờ mới danh chính ngôn thuận là mẹ kế của nó nữa. Chuyện gia đình của Vương á, thì anh cũng biết. Thật ra nó được đứa trẻ rất là tốt, rất là ngoan. Chắc có lẽ là nó không chịu chấp nhận chia sẻ tình cảm của cha nó cho một người khác. Đúng rồi đó, Dương á, nó là một đứa trẻ tốt, ngoan, hiền, rất là lễ phép, thương mẹ lắm. Mà từ lúc mẹ nó vắng số chứ mất sớm á, nó thay đổi tính tình, tự nhiên giờ nó giống con người khác vậy đó. Đó, muốn vô nhà nó cũng hơi khó chứ mà giỡn đâu. Anh nghĩ là Vương không phải như em nghĩ đâu. Em cho nó thời gian đi. Với lại một người tốt tính như em á, chắc chắn là cả hai sẽ cho nhau cơ hội mà. Cảm ơn anh, em cũng mong như vậy. Thật ra em cũng không có giận hờn gì đâu, mình lớn rồi, tôi giận con nít được. Rồi cảm ơn hai anh nha. Em về trước. Khi nào gặp sau ha. Chắc chắn mà. Có gì cứ ra đây chơi nghe. Rồi em về. Bye bye. Thật là một cô bé tội nghiệp đúng không? Con cậu làm hoài à. Nha, bây giờ mình mới tội nghiệp nữa nè. 60 ngàn lấy chưa? Ôm gì? Hồi nãy ta bước ra, ta nói 60, ta móc bóp ta đưa rồi. Thôi, nhược cực, thôi đi. Xíu qua lấy cũng được. Rồi đời đi luôn, lấy ai? Quán cơm bán hoài mà không bao giờ phát triển được. Do ông chủ không á, thiệt. Đúng dạy gái dễ sợ. Mày đi hả? Chán dễ sợ không trời? Gì? Quán cơm đâu mà vắn que, mai mốt ta dọn một bàn thôi. Chứ giờ dọn ra cho nhiều bàn vô, có ai vô ăn đâu. Mày điên hả? Điên gì? Quán bán thì cũng có ngày này ngày khác chứ. Quán thấy ngày này à, không có ngày khác. Y vậy nè, y vậy từ bữa giờ, y vậy luôn nè. Có khác á, đông đông á, là quên lấy tiền mà. Nè, mày bớt cà khỉ cái tao nha. Cái khỉ, mình phải có chiến lược kinh doanh, mình phải mua 1 tặng 2, mua 2 tặng 4, mua 5 tặng 10. Mày im. Đúng không? Ý tao nói là mày biết hôm nay ngày rằm mà thì lâu nó vắng, chứ mà có gì đâu mà mày thắc mắc. Vậy thôi, bữa nay ngày rằm thì thôi mình dẹp đi, chừng nào hết rằm mình bán lại. Mày điên hả? Dạ, con chào hai chú. Ôi Dương. Chào con. Sao quán vắng que vậy chú? Con tưởng đông còn ra dành chỗ nữa chứ. Bàn trống á, cứ kiếm chỗ nào thoải mái ngồi nha. Vậy con ngồi bàn này. Chào con trai. Con trai. Có gì vậy chú? Hôm nay chú muốn kể cho nghe câu chuyện vui mà thâm thúy nha. Ôi, vui nghe lắm. Phải hiểu nha mới vui mới cười được. Nói chung là vậy nè, con biết mà. Thượng đế sinh ra vạn vật, trong đó có chúng ta. Cho nên á, Ngài thương chúng ta lắm và không bao giờ đóng lại tất cả cánh cửa chúng ta cả. Khi mà Ngài đóng lại cánh cửa này, chắc chắn sẽ mở một cánh cửa khác ra cho chúng ta. Đúng không? Đó, nhưng mà quan trọng là con phải là bao dung lên, phải chịu khó đứng lên để mở cánh cửa khác ra, chứ đừng có thể đóng lại rồi cái mình lười biếng rồi mình không mở ra luôn là chết chết chắc, hiểu không? Đó. Vui. Chị vui hả chú? Ừ. Nhưng mà vui chỗ nào? Đừng có nhìn con. Nó vô duyên một cách lãng xẹt luôn á. Ừ, dạ. Nó nói một cái gì đâu mà trừu tượng gì sao thằng nhỏ nó hiểu được. Nó nói một cái gì cho nó hiểu chứ. Được rồi, biết tao biết rồi. Bây giờ mày nói đi. Như Thượng Đế ra một cái cửa rồi. Ừ. Sao không kêu người mở khóa cửa luôn đi. Quá. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có ba Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Hai người sống trên một quả đất tròn như thế này, họ sống trong sự gọi là vô vị, bởi vì không có ai bên cạnh để mà họ yêu thương, họ chăm sóc, họ gần gũi,
họ nói chuyện, họ đàm đạo, cho nên họ quyết định tiến đến với nhau. Thì hồi xưa thì thực sự là mẹ Âu Cơ đẻ ra được 100 quả trứng. Thì quả trứng đó đẻ thành những người nở. Quả trứng nó nở thành những con người. Thì ba Âu Cơ mới dắt 50 đứa con xuống dưới biển, còn mẹ Lạc Long Quân. Mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân. À đúng rồi, quên. Mẹ Âu Cơ dắt 50 đứa con xuống biển, còn ba Âu Cơ là ba Lạc Long Quân. Ba Lạc Long Quân chắc thôi kể đi, kể đi. Không, nhảy vô họng người ta sao ta kể. Nhắc thôi. Không, chú nhắc đúng mà. Mẹ Âu Cơ mới dắt 50 đứa con xuống biển, còn ba Lạc Long Quân mới dắt 50 đứa con lên trên rừng. Hàng trăm con người đó, họ gần gũi nhau, họ lại sinh ra những đứa con khác, họ lại có những đứa cháu, đứa chắt. Và đến ngày hôm nay là trái đất ta có là 8 tỷ người. Đừng áp nữa chứ. 8 tỷ con người đó đang sinh hoạt trên trái đất này. Thì lúc nào cũng phải mang ơn mẹ Âu Cơ và ba Lạc Long Quân. Ngày hôm nay mẹ Âu Cơ và ba Lạc Long Quân họ thường gặp nhau mà chúng ta không bao giờ để ý. Có hả chú? Có, ngay chỗ đầm sen á, ngay ngã tư Lạc Long Quân Âu Cơ đó. Hàng ngày họ gặp nhau ngay đó nha. Cứ đèn xanh đèn đỏ đèn đỏ. Không hả? Tôi tưởng mày kể sao mà tao kể có câu chuyện chút xíu mày kêu dài dòng. Bởi vì kể sai không? Hay nhiều khi mình dài dài nó hiểu cho là nó hiểu chứ. Hiểu dài dài gì? Nhưng mà bữa nay hai chú bị gì vậy? Gì đó? Chú nói gì mà con hoang mang luôn. Con không hiểu gì hết trơn. Ủa, nói như vậy từ nãy giờ con không hiểu luôn hả? Chà, tức dễ sợ luôn ta. Thôi được rồi, để chú kể lại từ đầu. Ngày xưa á, trong truyền thuyết là có là ba Lạc Long Quân. Nè, tao gấp cái mỏ mày nha. Tao không hiểu. Mày nín lên đi. Mày kêu cả dừng cười, tao không cười, mày cười không à? Con thấy hơi mệt. Hơi mệt hả? Vậy dạ, chú kể lại, nghỉ xưa. Thôi, ăn cơm đi chú. À, dạ, ăn cơm dạ, ăn cơm đi con. Cơm chú. Rồi, đây, chú vô làm cơm con dạ. Nha. Sườn mì chả đúng không? Dạ, đúng rồi. À. Ba dĩ. Ba. Con ổn không? Ăn dữ vậy. Con ổn mà. Con ổn mà, sao của mình con ăn, ba dĩ cơm ăn cho hết. Dạ, con mua cho cha với mẹ con nữ. Cái gì? Ồ, mẹ mày sống lại hả? Trung Quốc mày điên hả? Họ cái gì kỳ con vậy? Phải, tại nó nói gì mà. Mày có sống lại lâu chưa? Chết lâu rồi mà. Tao cầm mỏ mày tại nó. Chú có ý vậy, ý chú nói là cái gì cả, à, cái mẹ chết làm sao sống lại được. Ý chú nói là mẹ con là ai vậy? Là em đó. Ủa? Ngân. Ôi trời. Đau đúng không? Đau. Đó, như vậy là không phải là mơ rồi. Thử nghiệm. Thử nghiệm kỳ vậy cha. Quýnh cả nhá lửa luôn á. Để cho biết có mơ hay không mà. Sao không tự quýnh mày đi? Đau, tao không sao. Trời. Được rồi, được. Để. Gia đình người ta quan trọng hơn. Vậy là con thông suốt rồi phải không? Dạ. Anh. Tiền của tao tính làm sao? Anh cho em thêm mấy ngày. Nhất định em sẽ trả cho anh. Mày biết mày nợ tao bao nhiêu ngày chưa? Mày không có tiền thì tao ông già mày. Tôi không muốn chuyện này, ông già tôi biết. Không có tiền mày đặt sĩ diện. Hay là mày giận ông già mày có vợ bé. Nè, tôi cấm anh xen vào chuyện gia đình của tôi. Hey, mày muốn ra mày. Chuyện gì vậy? Tôi không mượn gì xen vào chuyện của tôi. Con. À, thì ra là bà bày kế. Bây giờ có người lớn nè, dễ nói chuyện. Con bà nợ tiền tụi tôi, tính sao? Nó nợ bao nhiêu? 40. Tôi mượn mấy người có 20. Bây giờ ở đâu ra 40? Tiền tao là tiền công chuyện. Tiền mẹ để tiền con, chứ không phải là tiền để cho mẹ ăn chơi. Tiền mấy người là tiền ăn cướp chứ tiền công chuyện cái gì? Tôi chỉ trả 20 triệu con tôi mượn thôi. Vậy mà nói không thân. Bây giờ hai mẹ con phối hợp lật kèo tao hả? Tao hỏi một lần nữa, có trả hay là không? Không trả. Lần này tao cảnh cáo, tao cho mày 3 ngày. 3 ngày sau không có tiền, đừng có trách tao. Đi. Chuyện của thằng Dương anh giải quyết xong rồi. Em cứ yên tâm ở đây mà tịnh dưỡng, đừng có lo lắng gì nữa. Anh. Anh đừng la con nha. Em tính bao che cho nó chuyện gì đúng không? Không phải. Nhưng mà thiệt ra cũng vì chuyện anh với em mà thằng Dương nó mới ra có sự như vậy. Thôi được rồi, lần này thì anh sẽ bỏ qua.
Nhưng mà dù muốn dù không gì á, anh cũng sẽ có một lần ngồi nói chuyện cho rõ ràng về vấn đề này. Nhớ nhẹ nhàng với con thôi đó. Anh nhớ rồi. Thôi bây giờ em cứ ở đây chờ anh xíu, anh xuống mua gì cho em tẩm bổ nha. Giỏi giỏi nè. Và tình con trai của ba là người hiểu chuyện. Dạ con chào dì. Dì chào con. Con ngồi đi. Dạ. Dì đỡ chưa? Dì không sao. Bác sĩ nói dì ngày mai xuất viện được rồi. Dạ. Dì biết là hiện tại con khó chấp nhận mối quan hệ giữa dì với ba con. Con yên tâm đi. Dì không bắt con kêu dì bằng mẹ, cũng không bắt con làm những chuyện gì quá đáng đâu. Con nên biết á, là ba con thương con nhiều lắm. Lúc nào ba con cũng dặn dì phải quan tâm, chăm sóc cho con. Ba con chỉ mong muốn là con được vui vẻ, hạnh phúc như hồi xưa thôi. Mà dì cũng vậy. Không những chỉ mong con hạnh phúc, mà dì cũng mong ba con hạnh phúc nữa. Con cảm ơn dì. Vậy là chúc mừng gia đình của anh chị nha. Đặc biệt là Ngân nè. Chúc mừng em nha. Anh nói đúng không? Người tốt bao giờ cũng vậy, chắc chắn sẽ nhận được sự yêu thương của thằng Vương. Dạ con mới là người cảm ơn. Nhờ mẹ Ngân đã bao dung và tha thứ cho lỗi lầm của con nên mới có ngày hôm nay ạ. Nhưng mà tính ra phải cảm ơn tôi á. Phải nhờ tôi gia đình ta mới hạnh phúc được. Là cái gì? Không có câu chuyện Lạc Long Quân Âu Cơ làm sao họ có thể hạnh phúc bên nhau như vậy. Nè, một cái nữa là cú xuống rớp 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 cái hàm răng lại luôn nha. Đau nha. Vô làm cơm cho gia đình người ta đi. Mà gia đình, gia đình. Mời gia đình hạnh phúc, cảm ơn chú. Ngồi đi. Dạ, mẹ ngồi. Vô làm cơm, mày cứ ngồi. Ừ, đúng rồi. Dạ. Rồi, thôi chơi vui vẻ nghe, giờ làm cơm nha.